Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái món ăn chay mới nè các bạn, rất là ngon luôn. Đó chính là món đậu hũ sốt cay nè. Đây là những miếng đậu hũ mình vừa làm xong nè. Cái phần nước sốt thì nó vàng vàng và rất là óng ánh, rất là ngon luôn đó các bạn. Cách làm thì cũng rất là đơn giản. Nguyên liệu thì mình mua ở đâu cũng có nè, rất là dễ tìm luôn. Để làm được cái phần nước sốt đẹp và óng ánh như thế này thì cách làm cũng rất là đơn giản. Bây giờ thì mời các bạn vào bếp cùng thực hiện với mình nha. Và sau đây là những nguyên liệu để mà mình làm món đậu hũ sốt cay nha các bạn. Ở đây mình có hai miếng đậu hũ trắng như thế này, là cái đậu hũ mà người ta chưa có chiên vàng đó các bạn. Bên đây mình sử dụng là nước tương Maggi, hoặc là các bạn có thể sử dụng nước tương ở nhà mình nha. Mình có hai trái khổ qua bự như thế này, 50g cà rốt và 50g nấm mèo nha. Thì cái phần nấm mèo này mình cũng đã ngâm cho nó nở bự như thế này. Bên đây thì mình sử dụng thêm là một ít tương, ớt, bột ngọt, hạt nêm chay, một ít tiêu, đường, một ít muối, vài củ hành tím và vài củ tỏi nha. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế nha các bạn. Củ tỏi này thì mình sẽ băm nhuyễn ra nha các bạn. Mình đập dập củ tỏi như thế này để mà mình băm cho nó nhanh á. Tiếp theo thì cái phần củ hành tím này thì mình cũng băm nhuyễn như vậy luôn. Cái phần nấm mèo này đó thì mình sẽ cắt cái gốc mình bỏ nha các bạn. Sau đó thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn. Cái phần cà rốt này cũng vậy đó các bạn. Thì mình bào ra xong thì mình sẽ quay lại mình băm nhuyễn luôn nha. Còn nếu mà các bạn không có đồ bào thì mình có thể sắc mỏng và mình băm nhuyễn lại. Hai trái khổ qua này thì mình sẽ cắt khoanh ra. Cái phần đít và cái phần cuống thì mình sẽ cắt ra như thế này và mình không sử dụng nha. Sau đó thì mình sẽ cắt phanh phanh ra. Mình cũng có thể cắt theo ý thích của mình nha. Nếu mà các bạn thích mỏng chút xíu nữa thì mình có thể cắt mỏng nha. Cái phần ruột này đó các bạn thì mình sẽ sử dụng một cái muỗng như thế này. Sau đó thì mình sẽ chọt vào và mình cứ việc nhắn như vậy đó các bạn. Xung quanh mình làm một cái vòng tròn như vậy thì cái phần ruột nó sẽ ra hết luôn. Rất là dễ luôn á. Và cứ thế thì mình làm hết cái phần khổ qua luôn nha các bạn. Đây là những miếng khổ qua mình làm xong rồi nè, rất là ngon luôn.
Và trước khi làm thì mình cũng đã rửa sạch rồi đó các bạn. Như vậy thì khi mà mình nhồi đậu hũ vào á, nó sẽ bám chắc hơn. Tiếp theo thì hai cái miếng đậu hũ này mình sẽ vắt nước nó ra nha các bạn. Tại vì trong đậu hũ trắng này nè, nó có rất là nhiều nước luôn. Mình sử dụng một cái đồ lược như thế này nè. Sau đó mình sẽ cho cái phần đậu hũ vào và mình vắt cho nó thật là khô nước đó các bạn. Các bạn bóp như thế này thì nước nó sẽ ra rất là nhiều luôn. Các bạn xem có hai miếng đậu hũ thôi đó mà nó ra nước như thế này nè. Sau khi mà mình vắt khô rồi đó, mình sẽ cho cái phần đậu hũ vào cái tô như thế này. Những miếng đậu hũ của mình nó rất là khô và nó mịn đó các bạn, rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ ướp gia vị nha. Mình sẽ cho phân nửa cái phần hành tím vào. Cà rốt và nấm mèo đó thì mình cũng cho vào hết luôn nha. Hạt nêm chay mình cho vào là một muỗng canh, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê muối, một muỗng bột ngọt đó các bạn. Sau đó là nửa muỗng canh đường. Bây giờ thì mình sẽ trộn tất cả các gia vị lên. Mình trộn đều hết luôn nha. Sau khi mà mình nhồi một lúc rồi đó các bạn, thì những gia vị nó đã thấm và rất là ngon rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đi nhồi vào miếng khổ qua. Bây giờ thì mình sẽ nhồi cái phần khổ qua này nha. Mình lấy một ít đậu hũ nè và mình để vào. Cái bàn tay mình thì mình nắm chặt như thế và mình để miếng khổ qua lên. Như vậy thì cái phần đậu hũ nó sẽ không có bị rớt ra ngoài đó các bạn. Và mình nhắn cho nó đều như thế này, cho nó hơi u u ở phần ở trên á, khi mà mình chiên á thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn, rất là đẹp luôn. Tiếp theo á thì mình cũng làm y như vậy luôn. Khi mà mình để phần đậu hũ vào á thì mình lấy cái tay mình đè cho ở bên trong nó được chắc đó các bạn. Mình không đè á thì bên trong nó sẽ nó không có được đặc á, cho nên là khi mình chiên nó sẽ bị bể ra nha. Rất là đẹp luôn. Nếu mà các bạn không có ăn khổ qua được á thì mình có thể thay thế là đậu bún á các bạn. Đậu bún là thường người ta kêu là đậu đũa đó, thì mình dùng cái loại đó cũng được. Nhưng mà trước khi mình làm á thì mình luộc sơ qua nước á thì nó sẽ mềm và các bạn quấn lại thành khoanh tròn thì nó sẽ dễ làm hơn. Sau đó thì các bạn cứ nhồi y như mình nhồi khổ qua như thế này nè. Tại vì khổ qua nó hơi hơi đắng á, sợ nhiều bạn không có ăn được á.
Đây là những miếng đậu hũ mình vừa nhồi xong nè các bạn, rất là đẹp luôn và nó ngon nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi chiên nha. Mình cho dầu vào chảo như thế này. Sau khi mà đợi dầu nóng rồi đó thì mình sẽ thả những cái miếng đậu hũ vào nha. Bây giờ dầu nóng rồi thì mình sẽ thả vào nha các bạn. Mình cho dầu hơi nhiều chút xíu ha, để mà mình chiên cho nó ngập miếng đậu hũ thì nó sẽ ngon hơn. Trong khi mà mình chiên khoảng chừng 1-2 phút đó thì mình mở lửa vừa, sau đó thì mình cũng trở về xem là cái phần đậu hũ của mình coi nó có vàng cái mặt chưa á. Nếu mà vàng rồi thì mình trở về nha. Những cái miếng đậu hũ này đó thì mình phải chiên với cái chảo chống dính nha các bạn, vì cái đậu hũ mình nó rất là dễ bể luôn. Trong khi mà mình chở bề á thì mình chở nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ thì những cái miếng nó vàng như thế này nè thì mình sẽ gấp ra nha. Nó vàng hai mặt như thế là được rồi đó các bạn. Rất là ngon và thơm nữa. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần sốt nha các bạn. Mình cho vào chảo là một ít dầu ăn như thế này. Đợi cho dầu ăn nóng lên thì mình sẽ bỏ cái phần tỏi băm và hành tím băm vào. Sau đó mình cháy lên cho nó thật là thơm nha. Sau khi mà cái phần tỏi băm và hành băm nó được thơm rồi, bây giờ mình sẽ cho vào làm một muỗng canh tương ớt. Nếu mà các bạn ăn ớt bột thì mình có thể để thêm nha. Hai muỗng canh nước tương. Và mình cho thêm vào là 100ml nước lọc. Sau đó mình đảo đều ra. Phần đường này thì mình sẽ cho vào là một muỗng canh nha các bạn. Nửa muỗng cà phê hạt nêm chay và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó mình khuấy đều ra như thế này. Các bạn mở lửa vừa thôi nha, mình mở lửa lớn quá thì nó sẽ bị cháy đó. Nước sốt của mình thì bây giờ nó cũng hơi kẹo như thế này là được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ thả những miếng đậu hũ vào. Các bạn nhớ là mình mở lửa nhỏ thôi nha. Nếu mà lớn quá thì cái phần nước sốt nó sẽ bị khét đó các bạn. Mình cứ bỏ vào hết và sau đó mình đảo sơ là được rồi đó các bạn. Rất là ngon luôn. Một cái màu vàng vàng rất là hấp dẫn. Các bạn thấy cái phần nước sốt của mình không? Rất là đậm đặc luôn. Rồi bây giờ như thế là được rồi đó, mình sẽ tắt bếp nha. Một cái màu rất là ngon. Mình sẽ cho ra dĩa như thế này nha. Sau đó thì mình sẽ trang trí thêm là vài cọng ngò như thế này cho nó được đẹp mắt và nó ngon đó các bạn. Các bạn xem cái màu nước sốt nè. Rất là ngon và đậm đà. Cách làm thì cũng rất là đơn giản ha. Video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha.
Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt mọi người.